trong đêm sao anh em tao đông nhờ sao chờ. Young boy đang càng lên nhanh băng băng sàn nan kia đang ở đâu nhờ. Do it for my family, for my gang, do it for culture. CBR for life, không còn thời gian em không thể cố gắng. Anh đánh cho thời gian bị âm nhạc và thời trang của anh trở thành hạng sự. Thêm tính đi trên băng cổ và không một lời than cho trở thành là căng nhất. Tập bóng cổ của trên bàn để đưa như vậy anh làm thì có phải thật tâm đúng. Nhưng cứ tự trong một round, khôn đất mình em ra cho chồng em. 1, 2, 3, 4, 5 năm giờ anh đang phân. Con số khi anh đập được cũng là nguồn động lực khi cho anh phải năng suất. Thì cùng anh em đang tự hào 3 năm mới sẽ được rồi đẹp một nửa lấy chắc nhất. Đừng có lấy bỏ tao ăn một khi chọn mấy năm cũng có rong hoa với năng suất. Thế thì nhích đi ích kỷ ích gì đôi khi ghi bàn và đôi khi làm màu. Mấy em biết chỉ ăn mà sexy mà với động tác mà em đang làm nóng. Thay đổi sao diện gọi là cao khiến từ sáng đến tối anh trông như áo diện. Làm điều anh muốn khi màn đêm xuống đừng có bất ngờ khi thấy anh đang thầm. Sao? Sao? Chúng mày bảo tao chưa đủ Mỹ à? Hay là chúng mày muốn tự bị tao đấm về Mỹ Trang? Yeah. Đây đâu phải là rap của mấy con gà, đây là vấn đề kỹ năng. Và hoài xong tao pha, và spy hoặc tao thấy mày bằng cái sang idol máy. Xem tao là ai, ok ha. Và hoài sẽ làm xa, làm hai anh em tóc này hoặc mai ra để vai, chọn vai. Ha, và hoài đeo xin tay để có thì hoài. Mấy con chó em mong tao chết là như một bố mày quá là dài. Thương thương thương, mày định gọi vào số 2. Bố mày che mặt quá mai. Ha, và hoài. Yeah, lứa đi trên sân khấu phải có cả anh em bên cạnh. Bữa đi trong một đêm tại sao cơn mưa kia chưa tạnh. Không đi chơi với những thằng mặt tiền nông không minh bạch. Cho mày ăn gạch. Bố càng nhiều hơn tao cũng biết là mấy giờ. Ta trap với nhau này khi xung quanh toàn lôi lửa. Hustler như tôi tao cũng quan tâm đến giấy tờ. Game mày giúp tao ra đồ với cái body loa lô. We'll be right back.